Vào ngày mai, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại giải U19 Đông Nam Á, gặp đối thủ đó là U19 Myanmar. Còn vào ngày hôm nay, buổi họp báo trước trận đã diễn ra, huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh tỏ ra tự tin sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Các cầu thủ trẻ của U19 Việt Nam đã sẵn sàng, như chúng tôi nói, thì đã sẵn sàng trạng thái nhập cuộc và đang rất là háo hức để mà thể hiện được những gì đã tập luyện trước đó và để trình diễn cho một giải đấu thật tốt, và hy vọng rằng các em U19 Việt Nam sẽ có một màn trình diễn tốt nhất. Vào ngày mai 18 tháng 7, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại giải gặp U19 Myanmar vào lúc 19:30. Ở lượt trận thứ hai, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu được cho là khó khăn nhất vòng bảng khi phải đối đầu với đối thủ mạnh là U19 Australia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 21 tháng 7. Cũng vào lúc 15 giờ ngày 24 tháng 7, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp U19 Lào. Và các học trò của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh đang tự tin vào một kết quả có lợi tại giải đấu năm nay. Tất nhiên là Úc là một đối thủ mạnh, nhưng Việt Nam mình cũng là một đối thủ mà không phải ai muốn vượt qua là vượt qua được. Vì thế mà toàn đội luôn luôn sẵn sàng cho tất cả trận đấu vòng bảng trước mắt và sau đó là cố gắng để đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đã diễn ra hai trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 11 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Các đội bóng được đánh giá cao hơn như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phong Phú Hà Nam đã có cho mình những kết quả cần thiết là chiến thắng để qua đó củng cố vị trí trên bảng xếp hạng. Gặp đội cuối bảng xếp hạng là câu lạc bộ Hà Nội 2, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Bởi vậy, phần lớn thời gian của trận đấu chứng kiến thế trận giằng co giữa hai đội. Tuy nhiên, với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch giải đấu, các học trò của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi vẫn giành được chiến thắng 1-0 chung cuộc nhờ bàn thắng duy nhất của Tuyết Ngân ở phút cuối cùng của hiệp 1. Gặp Hà Nội 2 thì Chi và ban huấn luyện cũng muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn. Nhưng với cái tỷ số 1-0 ngày hôm nay, rõ ràng là Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã chưa phát huy hết được những cái ưu điểm của mình. Nếu như mà muốn có thành tích cao thì toàn đội phải cải thiện rất nhiều khâu, nhất là vấn đề ghi bàn. Ở trận đấu cùng giờ, câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam đã có trận thắng với tỷ số 3-0 trước câu lạc bộ Sơn La, giành 3 điểm ở vòng 11. Phong Phú Hà Nam tạm đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Sau hai trận đấu này, các vị trí trên bảng xếp hạng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia không có sự thay đổi. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 vẫn tiếp tục dẫn đầu với 29 điểm. Vào ngày mai, hai trận đấu cuối của lượt trận 11 sẽ diễn ra cùng vào lúc 19 giờ. Tâm điểm sẽ là trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Than Khoáng Sản Việt Nam. Cặp đấu còn lại diễn ra giữa câu lạc bộ Hà Nội 1 và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2. Tiếp tục là thông tin của bóng đá Việt Nam. Sáng nay tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, lễ khai giảng khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp Pro AFC VFF giai đoạn 1 của mùa giải 2024-2025 đã diễn ra. Chương trình do Liên đoàn bóng đá châu Á phối hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Khóa học có 18 huấn luyện viên, đa phần còn trẻ và có xuất phát điểm là cầu thủ thuộc các câu lạc bộ V-League 1 và V-League 2. Trong thời gian tham gia khóa học, học viên sẽ có cơ hội được các giảng viên có kinh nghiệm của AFC cử sang giảng dạy với nhiều chuyên đề bổ ích như y học thể thao, quản lý tổ chức thi đấu, phát triển bóng đá và triết lý đội tuyển quốc gia. Chúng ta là học bằng Pro để nâng cấp cái khả năng chuyên môn của mỗi bản thân, để đưa cái đội bóng chúng ta huấn luyện được tốt hơn, để nâng cao cái thành tích của cái giải V-League ngày càng tốt hơn, ở một cái trình độ cao hơn. Một trong những tiêu chí rất quan trọng của khóa học là tạo nên một môi trường học tập đề cao sự tương tác giữa các thành viên. Khóa học sẽ diễn ra trong 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, 3 và 4 diễn ra tại Việt Nam. Riêng giai đoạn 2, thời gian tháng 7 năm 2025, các học viên sẽ học tập tại Nhật Bản. Quãng thời gian qua, Futsal nữ Việt Nam đã giành ngôi Á quân tại giải Futsal giao hữu quốc tế ở Trung Quốc. Và trong quãng thời gian thì ban huấn luyện đang lên kế hoạch để bổ sung thêm cầu thủ. Ở giải giao hữu quốc tế vừa qua, tuyển nữ Futsal Việt Nam đã thắng Trung Quốc, Hội Rằng và Uzbekistan để kết thúc giải với vị trí thứ hai. Thanh Ngân giành giải cầu thủ xuất sắc nhất.
sau gần một tháng tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, lối chơi, thể lực và cả tâm lý của các cầu thủ tuyển nữ futsal Việt Nam đã tiến bộ thấy rõ. Điều đó thể hiện trong các trận đấu tại Trung Quốc vừa qua. Điều đáng nói, ban huấn luyện cũng đã có kế hoạch bổ sung lực lượng cho đợt tập trung tới vào giữa tháng 8 khi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia kết thúc. Ban luyện cũng có đi xem cái giải vô địch quốc gia sân 11 thì cũng từ đó thì sẽ có những cái lựa chọn hoặc là những cái tính quyết tiếp theo về con người và nhân sự để làm sao mà đến những cái giải đấu lớn hoặc là nhất là những cái vòng loại World Cup năm sau sẽ có được lực lượng và cái quá trình tập luyện và tập huấn tốt nhất. Theo khẳng định của ban huấn luyện, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ còn mạnh hơn khi có đầy đủ lực lượng để chuẩn bị cho Indoor Game vào tháng 11 tại Thái Lan. Giải đấu đó cũng sẽ là cơ sở để đội tuyển tiến tới mục tiêu lớn hơn, đó là vòng loại World Cup futsal nữ đầu tiên diễn ra trong năm 2025. Thưa quý vị, chiều tối nay vòng bán kết của giải bóng chuyền quân đội mở rộng đã diễn ra. Với phong độ thuyết phục kể từ vòng bảng khi chưa thua một set đấu nào, câu lạc bộ binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước vẫn đang thể hiện được một phong độ xuất sắc và điều đó đã được tái hiện ở vòng bán kết. Binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước tranh tài với các cô gái Jelisinko Thái Bình. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng tiếp tục cho thấy sự vượt trội của mình. Không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng đội bóng áo trắng vẫn tỏ ra lấn lướt so với đối thủ. Với kinh nghiệm thi đấu của mình, chuyền hai Linh Chi đã có một trận đấu rất hay. Linh Chi đã tạo điều kiện rất tốt để các mũi nhọn như Nguyễn Anh, Nguyễn Phương, Phạm Hiền ghi điểm, giúp binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Jelisinko Thái Bình. Qua đó, trở thành đại diện đầu tiên giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền quân đội mở rộng. Đối thủ của họ trong trận chung kết là những cô gái xi măng Long Sơn Thanh Hóa, đội bóng vừa vượt qua Hóa chất Đức Giang Lào Cai với tỷ số 3-1. Trận chung kết sẽ được diễn ra vào ngày mai. Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 360 độ thể thao cùng nhịp đập thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp theo sẽ là sự sôi động của thể thao thế giới. Với bóng đá Anh, việc hai lần liên tiếp vào đến chung kết Euro là một thành tích đáng nể và nhiều người tin rằng với thành tích đó, huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển Anh sau Euro 2024. Vậy nhưng tình thế đã xoay chiều và điều này khiến báo chí Anh bất ngờ với quyết định từ chức của huấn luyện viên Gareth Southgate. Về việc Gareth Southgate từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, các tờ báo của quốc gia này ngày hôm nay đã có những góc nhìn khác nhau. Trang bìa của tờ The Times Sport đã bày tỏ sự cảm ơn với những đóng góp của huấn luyện viên Gareth Southgate bằng dòng tít: "Ông đã giúp chúng tôi lấy lại niềm tin." Với tờ Daily Mail, trang web này thông qua bài viết, Gareth Southgate luôn gây thất vọng ở những thời điểm quan trọng nhất, đã chỉ ra những gì mà nhà cầm quân 53 tuổi còn thiếu khi dẫn dắt đội tuyển Anh. Đó là việc lựa chọn nhân sự. Gareth Southgate lựa chọn đội hình dựa trên danh tiếng và điều đó khiến đội tuyển Anh không khác gì một tập thể gồm toàn những ngôi sao lớn nhưng thi đấu thiếu gắn kết. Trong khi đó, nhiều tờ báo khác cũng dành sự quan tâm đến việc ai sẽ là người kế nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh. Trang bìa của tờ The Sun ngày hôm nay xuất hiện dòng tít: "Hãy mang Eddie tới đây." Cho thấy họ đang đặt niềm tin vào Eddie Howe, người hiện đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Newcastle United. Còn tờ The Independent lại đưa tin liên đoàn bóng đá Anh FA sẵn sàng chờ tín hiệu từ Pep Guardiola. Hợp đồng của ông với đội bóng chủ quản Manchester City sẽ đáo hạn vào mùa hè năm 2025. Trong vòng 24 giờ qua, thì câu chuyện ai sẽ kế nhiệm chiếc ghế mà huấn luyện viên Southgate để lại được quan tâm bởi người hâm mộ và báo chí Anh. Nhiều cái tên được đưa ra và biết đâu rằng một cái tên bất ngờ sẽ được trao cơ hội. Liên đoàn Anh FA đã có những phương án thay thế huấn luyện viên Southgate từ trước khi Euro diễn ra, trong trường hợp nhà cầm quân này nói lời chia tay với đội tuyển. Tuy nhiên, họ không công bố cụ thể. Theo chính nước này, tiêu chí để chọn huấn luyện viên trưởng của FA là người đó phải am hiểu về bóng đá Anh. Đẳng cấp đã được khẳng định và có một kế hoạch cụ thể để hướng tới mục tiêu trước mắt, trong trường hợp này là World Cup 2026. Việc trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh chắc chắn sẽ mang tới thu nhập cao và danh tiếng, nhưng đây là một công việc rất nhiều áp lực. Một số huấn luyện viên người Anh có chuyên môn như Graham Potter hay Eddie Howe đang được coi là những ứng cử viên hàng đầu. Liên đoàn Anh cũng đã từng thuê những huấn luyện viên ngoại như Sven-Göran Eriksson hay Fabio Capello. Vì vậy, những cái tên như Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel hay thậm chí là cả Jurgen Klopp cũng được tính đến. Đội tuyển Anh sẽ tập trung trở lại vào tháng 9 tới để thi đấu tại UEFA Nations League. Trong trường hợp chưa chọn được cái tên phù hợp, thì huấn luyện viên đội U21 Lee Carsley sẽ được cân nhắc để tạm thời dẫn dắt đội tuyển Anh. Ngay sau khi Euro 2024 kết thúc, tiểu ban kỹ thuật của UEFA đã nhóm họp để bầu ra đội hình tiêu biểu của giải đấu năm nay. Và ngay khi đội hình được công bố, thì những tranh cãi đã xuất hiện.
Đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chức vô địch Euro 2024 rất thuyết phục. Bởi vậy, việc có tới 6 cầu thủ của họ góp mặt trong đội hình tiêu biểu là điều không bất ngờ. Tuy nhiên, một số vị trí khác lại mang đến những ý kiến trái chiều. Gây tranh cãi nhất là vị trí hậu vệ phải của Walker vì cầu thủ người Anh chơi không quá nổi bật. Thậm chí, cả hai bàn thua của đội tuyển Anh trong trận chung kết đều có lỗi của Walker và nhiều người cho rằng Dani Carvajal mới là cái tên xứng đáng được vinh danh. Vị trí thủ môn của Mai Mai Nhàng cũng được cho là chưa thuyết phục bởi những Jordan Pickford hay Mamardashvili đều chơi tốt và có nhiều pha cứu thua hơn tuyển thủ Pháp. Một số người lại muốn câu đi Gakpo có tên trong đội hình tiêu biểu bởi những đóng góp của tiền đạo này trong các trận đấu của đội tuyển Hà Lan là cực kỳ lớn và anh cũng xuất sắc không kém gì những Nico Williams hay Jamal Musiala. Nhìn chung, trong một giải đấu có rất nhiều ngôi sao tỏa sáng như Euro thì những tranh cãi xung quanh đội hình tiêu biểu là không thể tránh khỏi. Vào ngày hôm qua thì ngôi sao Mbappe đã có buổi lễ ra mắt tại câu lạc bộ Real Madrid. Ai cũng muốn sở hữu chiếc áo số 9 của ngôi sao người Pháp này cả. Tuy nhiên thì điều này đang không hề dễ dàng một chút nào. Câu lạc bộ Real Madrid đã không cho phép các cổ động viên đặt áo in tên Mbappe khi thương vụ chiêu mộ cầu thủ này chưa hoàn thành. Đội chủ sân Bernabeu đã chính thức mở cổng đăng ký đặt trước một vài số áo của các cầu thủ từ đầu tháng 7, nhưng đi kèm lưu ý rằng thời gian nhận áo có thể chậm hơn so với dự kiến từ 4 đến 6 tuần, nhất là với áo số 9, do năng lực sản xuất có hạn. Mùa hè năm ngoái, Jude Bellingham cũng tạo ra cơn sốt áo đấu tại Real Madrid, nhưng những người hâm mộ đặt trước áo đấu của cầu thủ này cũng chỉ cần một tuần là nhận được đồ. Một chiếc áo đấu chính hãng của Real Madrid, tùy vào chất liệu và các chi tiết đi kèm, có giá dao động từ 125 đến 215 đô la, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đa phần những cỡ thông dụng in tên Mbappe cùng số 9 đều đã được đặt hết, chỉ có một số lượng nhỏ cỡ lớn của cầu thủ này. Phía nhà tài trợ Adidas cũng đang tìm kiếm thêm một số đối tác để đẩy nhanh tiến độ sản xuất áo đấu. Gần như chắc chắn, Kylian Mbappe sẽ là cầu thủ Real Madrid có số lượng áo đấu được bán nhiều nhất mùa tới.